안녕 친구. Xin chào tất cả mọi người. Kimmy와 함께 무엇을 배워볼까요? Chào mừng các bạn đến với khu chợ Diệu Kỳ. 들어가봐요. Câu chuyện của hôm nay là Quê phải dấu chân của ai? 곰퉁이와 똥기 và cô dâu đang tập trung vẽ. 얘들아. Này mọi người. 안녕 Kimmy à. Kimmy, sao cậu không vẽ cùng chúng tớ? Nhìn này, hình như bức tranh chưa đẹp. Đông Ghi, đó là cậu à? Trông nó không giống tớ sao? Và đó là... Hãy nhìn xem. Đó là một con bướm. Không thể nói với cậu. Tớ nghĩ có điều gì không đúng. Chúng ta đi nào. Đi thôi, đi thôi. Thật thú vị. Đi nào. Tớ sẽ vẽ cậu thật là giống. Cậu thậm chí không thể vẽ. Chào chào ông Durong. Ông Durong, có chuyện gì xảy ra vậy à? Có ai đó đã lấy những củ cà rốt mỗi ngày. Tôi đã ngủ tiếp đi và những củ cà rốt đã biến mất. Chỉ còn lại dấu chân. Có lẽ ai đó đã để lại dấu chân khi lấy những củ cà rốt. Đó là dấu chân của cô Yo. Tớ không làm điều đó. Tớ không lấy đi những củ cà rốt. Cô Yo ở cạnh chúng ta toàn bộ thời gian mà. Kimmy nói đúng. Đó là dấu chân cô Yo vô tình khi bước vào. Ta không nghĩ cô Yo là người lấy đi cà rốt. Dấu chân có thể là bất kỳ ai. Ta nghĩ người đó đi trên con đường này. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ không biết ai lấy đi những củ cà rốt phải không? Nếu chúng ta tìm thấy chủ nhân của dấu chân, chúng ta sẽ hỏi người đó tại sao lại lấy đi những củ cà rốt. Chủ nhân của dấu chân. Dấu chân đó của ai? Thật ngạc nhiên. Ngạc nhiên. Cháu chào ông Durong. Ông nghĩ sao nếu chúng cháu đi tìm chủ nhân của dấu chân? Dấu chân. Ta nghĩ các cháu có thể. Vâng ạ. Cháu cũng vậy. Nhìn này, người đó đi về phía Ella. Có lẽ người đó đã nhờ Ella đưa đến một số nơi. Chúng ta nên tới chỗ Ella thì tốt hơn. Tới chỗ Ella nào. Tôi là Ella, tôi có thể đưa các bạn tới bất kỳ đâu các bạn muốn. Hôm nay các bạn muốn đi đâu? Ella, chúng tớ đang đi tìm dấu chân của một số người. Bạn có biết người đó không? Dấu chân ư? Tôi đưa đón rất nhiều khách trong ngày. Tôi không chắc lắm, nhưng tại sao mọi người phải tìm chủ nhân của dấu chân đó? Chủ nhân của dấu chân đã lấy đi những củ cà rốt. Vì vậy chúng tớ phải tìm người đó. Tôi không chắc. Nhưng tôi có thể biết. Mọi người vào trong nào. Sẵn sàng chưa? Đi nào. Đi thôi.
người đó đi tới đây. Những dấu chân. Đúng. Chúng ta phải làm gì? Chúng ta hãy đi theo những dấu chân kia. Tôi nghĩ sẽ có nhiều dấu chân ở đây. Có nhiều dấu chân lạ. Dấu chân của ai đây? Hãy đi theo chúng. Đi theo, đi theo. Một con vịt. Những dấu chân của vịt. Những dấu chân đó của ai vậy? Có quá nhiều dấu chân. Tớ không biết đâu là dấu chân ta cần tìm. Đi tới trang trại vật nuôi nào. Có quá nhiều dấu chân. Tớ không biết đâu là dấu chân ta cần tìm. Chờ chúng tớ. Go go. Mọi người lại vào đây. Xin lỗi mọi người. Chúng tớ chỉ đi theo những dấu chân. Xin lỗi, xin lỗi. Chỉ dẫn của dấu chân sao? Chúng tớ rất hiếu kỳ muốn biết dấu chân đó thuộc về ai. Tôi đã thấy. Dấu chân là của ai? Tớ muốn đoán thử. Đoán đi, đoán đi. Nó giống như ba cái cây. Dấu chân đó thuộc về gà. Là gà, là gà. Đúng, đúng là tôi. Bạn đoán không tệ. Cậu đã đúng. Được rồi, lần này tới lượt tớ. Tớ nữa. Nó trông giống hình cầu vồng. Cái này được chia làm hai. Tớ biết. Hình cầu vồng là từ chân ngựa. Dấu chân chia làm hai là của heo. Đúng rồi. Tuyệt vời, Kemi. Sao cậu biết? Chú ngựa và heo đang đứng trước dấu chân của mình. Đó là cách các bạn tìm ra nó. Nhưng chúng ta vẫn chưa tìm ra ai là người đã lấy đi những củ cà rốt. Kemi, nhìn này, có nhiều dấu chân ở đây. Những dấu chân này. Nó trông giống dấu chân chúng ta đang tìm kiếm. Tớ nghĩ chúng ta sẽ tìm thấy những người đó. Này, Gogo, tới đây. Hãy đi cùng nhau nào. Có cái gì đằng sau cỏ? Những củ cà rốt bị lấy đi ở xung quanh góc. Chị Kemi đếm đến ba. Chúng ta hãy nhảy ra ngoài và bắt lấy người đó. Đồng ý, đồng ý. Một, hai, ba. Cô là người đã lấy đi những củ cà rốt để chăm sóc con của mình. Cô thỏ ơi, tự ý lấy đi những củ cà rốt là không tốt. Cô phải hỏi người sản xuất trước khi lấy chúng. Cô thỏ à, chúng cháu sẽ mang cho cô một ít cà rốt để cho cô chăm sóc các con. Nhưng cô đừng tự ý lấy những củ cà rốt nữa nhé. Oh, check on.
Trong mọi trường hợp, chúng ta đều tìm thấy dấu chân. Chúng ta đã tìm ra người đó. Kimmy và các bạn đã trở về khu chợ. Các cháu đã tìm ra dấu chân thuộc về ai chứ? Ông à, có nhiều chú thỏ bị đói. Vì vậy, cậu đã nói với cô thỏ chúng ta có thể cung cấp cho cô ấy một chút cà rốt. Thật chứ? Vâng ạ. Yeah, Kelly. Dolly. Một đợt cà rốt mới sẽ đến trong hôm nay. Cháu có thể đưa chúng tới chạy thỏ vào ngày mai không? Thật không ạ? Tất cả mọi người, đây là thời gian trở về nhà. Wow, thẻ Kimmy. Hôm nay nó là chiếc thẻ có dấu chân. Tôi thấy rồi. Bạn cũng thấy. Hôm nay chúng ta học được thật nhiều thứ. Chúng ta học được rất nhiều điều thú vị. Cùng Kimmy, chúng ta có được tấm thẻ diệu kỳ.